Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với Việt Nhật Auto số 89 Trần Thái Tông. Đây chính là cửa hàng của chúng tôi, chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi tất cả các dòng xe cũ, lướt đã qua sử dụng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có một số cái quy định nhất định, đó chính là không giao dịch và làm việc với xe lỗi, đâm đụng, ngập nước, tranh chấp pháp lý là chúng tôi không có nhu cầu trao đổi. Nếu anh chị em có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến xe mua bán định giá thì xin vui lòng comment xuống phía dưới video này, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức. Ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho quý anh chị các bạn một siêu phẩm đến từ Việt Nam, đó chính là VinFast Lux SA. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng SA, dòng SUV VinFast được phân phối chính hãng tại Việt Nam nhé. Chiếc xe này là phiên bản cao cấp nhất luôn, full kịch có thể, và được sản xuất đăng ký lần đầu năm 2019. Biển Hà Nội một chủ từ đầu, đã lăn bánh được 2,8 vạn km. Chiếc xe này thì Việt Nhật Auto chúng tôi đang chào bán mức giá là 1 tỷ 325 triệu có thương lượng. Và cũng được hỗ trợ trả góp tối đa lên đến 70% giá trị xe cho quý anh chị các bạn nếu có nhu cầu mua xe trả góp. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi chút về chiếc VinFast Lux SA này. Một chiếc xe rất đẹp, tông màu trắng, trắng ngọc trai luôn. Cụm đèn này rất ấn tượng. Quý vị đi đêm cái là nhận diện được ngay VinFast Lux SA. Nhìn từ xa phát là đã thấy cụm đèn của Vin rồi. Toàn bộ giải này nó sẽ sáng hết lên khi mà mình đi đêm nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Hệ thống đèn chiếu xa và đèn chiếu gần thì được đẩy lui xuống phía dưới này. Hệ thống cảm biến góc trước, cảm biến trước được trang bị rất đầy đủ. Và phía chính giữa mình có một cái logo rất giá trị, vài chục tỷ đô luôn đấy. Phía dưới mình sẽ có cái mắt camera nhé, trong hệ thống cam 360. Nằm dưới cái nắp máy này thì mình sẽ có một khối động cơ phải nói là khủng gần nhất trong phân khúc luôn. Và tất cả khung gầm, máy móc, hộp số ZF trên VinFast Lux SA này thì đều sử dụng chung cái nền tảng của BMW, nên là quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng về chất lượng, độ an toàn đầm chắc cũng như là khả năng lái rất là thích. Ở bên hông này thì mình sẽ có một bộ la răng rất đẹp. Bộ la răng này thì có kích thước lên đến 20 inch, phải nói là kinh khủng đấy. Có lẽ là chỉ kém những chiếc SUV cỡ lớn với cái form kích thước 22 inch thôi, còn lại rất ổn. Toàn bộ hệ thống giảm xóc trên VinFast ấy, thì giảm xóc phía trước và giảm xóc đặc biệt là giảm xóc phía sau này mình sẽ là hệ thống giảm xóc khí nén, tức là nó rất êm ái luôn, nó gần như kiểu bóng hơi của những chiếc Land V8 của thị trường Trung Đông ấy. Rất tuyệt vời, ngồi sau rất thích luôn. Bên hông nhá thì mình còn có thêm tay nắm cửa với nút bấm mở cửa thông minh này, rồi là cam 360. Đấy. Chủ xe thì cũng đã rất là cẩn thận rồi, trang bị thêm cái bậc dẫm điện như thế này để chúng ta ra vào xe dễ dàng hơn, cũng như là tăng thêm cái tiện nghi option cho mẫu xe này. Đây, tất cả cửa, tất cả các chi tiết thì chúng tôi đều cam kết 100% với quý anh chị các bạn, không đâm đụng, không ngập nước nhé. Cốp của chiếc xe này thì cũng đã là cốp điện rồi, rất nhẹ nhàng. Và đây chính là cái khoang hành lý, khi mà mình hạ cái hàng ghế thứ ba thì nó sẽ như thế này. Còn nếu như mà mình dựng cái hàng ghế thứ ba lên thì quý anh chị sẽ phải hy sinh. Đây, khi tôi dựng hàng ghế thứ ba này lên thì rõ ràng là mình phải hy sinh một cái phần diện tích nhất định để dành cho người ngồi. Và ghế thứ ba thì quan điểm của tôi là nó sẽ chỉ phù hợp với trẻ em này, hoặc là những khách hàng có vóc người nhỏ gọn, tầm dưới 1m65 thì mình ngồi sẽ thoải mái hơn. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ mời quý anh chị bạn chúng ta vào trong khoang nội thất của chiếc siêu phẩm đến từ Việt Nam rồi nhá. Ở trên phiên bản cao cấp nhất này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái hệ thống ghế da Nappa. Da Nappa là một mẫu da rất là cao cấp, nó được sử dụng từ những da của những cái động vật nhưng mà là con non nhé, nên là nó rất là mềm, càng ngồi nó càng mềm luôn. Hàng ghế thứ hai thì thực ra chả có gì để chê cả. Mình còn được trang bị thêm điều hòa tự động đa vùng này, cổng sạc và đặc biệt là có cái cổng cắm 220V nhé. Nếu mà quý anh chị chúng ta dùng máy tính các thứ làm việc thì rất là thuận tiện luôn. Hai cổng sạc nhanh này và có thêm cả cổng tẩu nữa nếu trong trường hợp mình muốn cắm các thiết bị ngoại vi khác. Hàng ghế thứ hai không có gì để chê. Bây giờ thì chúng ta lên cái khoang cabin để chứng kiến là VinFast họ làm tốt như thế nào trong cái thiết kế của mình. Một chiếc xe 2019 giá chào bán chỉ có 1 tỷ 325 triệu, có nghĩa là mình tiết kiệm được lên khoảng tầm hơn 400 triệu so với một chiếc xe mới 2021 mà cấu hình y xì đúc. Vô lăng toàn bộ là bọc da và cái thiết kế kiểu vô lăng này rồi cần số, nó thừa hưởng rất nhiều những cái thiết kế đến từ BMW. To, chắc, cảm giác cầm nắm rất là thích luôn. Đó. Ở chính giữa mình sẽ có một cái kiểu màn hình dựng đứng như thế này, và nó có thiết kế theo kiểu màn hình của Tesla xe điện.
to như một cái máy tính bảng luôn. Toàn bộ tất cả thông số mình sẽ điều khiển hết trên này. Điều hòa các thứ điều khiển hết trên ở đây. Khay để cốc được thiết kế rất là kín gọn. Ở phần chính giữa này thì mình sẽ có một số các chức năng, ví dụ như là start-stop này, khởi động động cơ, hỗ trợ đổ đèo này, tật bật tắt cảm biến và phanh tay điện tử. Đấy, cần số thì rất là tuyệt vời. Các tiện nghi khác ở trên cái mẫu xe này ấy, thì mình có thể kể đến, ví dụ như là cam 360 này, rồi là màn hình hắt kính HUD mà chủ xe đã trang bị thêm. Có lẽ khiếm khuyết rất lớn đó chính là hệ thống cửa sổ trời thì mẫu xe này chưa được trang bị. Phải nói là một chiếc xe thiết kế rất ổn. 1 tỷ 325 triệu, xe mới chạy có 2 vạn 8 km thôi, quý anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Và chất lượng của chiếc xe này sơn đạt đến 98% là nguyên bản. Cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không bổ máy và không có tranh chấp pháp lý. Nếu quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu cân đối giá bán của dòng xe mới hiện tại lăn bánh bao nhiêu thì có thể liên hệ với số hotline bên dưới mà em đã đính kèm trên video để mình có thêm cái cơ sở cân đối giữa việc mua xe mới hay xe cũ. Cảm ơn quý anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.